giới đang làm gì, bạn có biết không? 1,4 tỷ người làm nông nghiệp, 800 triệu người là công nhân, 577 triệu người ở tuổi về hưu, 430 triệu người thất nghiệp, hơn 400 triệu người là doanh nhân, 1,9 tỷ là trẻ em, và cuối cùng 1,7 tỷ người còn lại làm nghề phục vụ. Còn bạn, bạn đang làm nghề gì? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Nếu như bạn có 78 năm cuộc đời thì bạn sẽ làm gì? Bạn có bao nhiêu thời gian? Bạn sẽ tốn 1,3 năm để di chuyển, 1,5 năm để chăm sóc con cái, 2,5 năm đi shopping, 2,5 năm để tắm rửa và đi vệ sinh, 3,5 năm để học hành, tốn 4 năm để ăn uống, mất 6 năm để làm việc nhà, 9 năm là dành cho việc xem TV, chơi game và mạng xã hội, 10,5 năm để làm việc. Bạn sẽ dành 1/3 cuộc đời, tức 28,3 năm chính là để ngủ. Và còn 9 năm còn lại thì bạn sẽ làm gì? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé!